Thắng nhọc Myanmar, Malaysia khởi đầu thuận lợi ở AFF Cup 2022. Bàn thắng duy nhất của Faizan Halim giúp Malaysia thắng 1-0 trước Myanmar, qua đó tạm chiếm ngôi đầu bảng B AFF Cup 2022. Đội tuyển Malaysia được đánh giá cao hơn Myanmar trước thềm trận ra quân AFF Cup 2022. Trong khi Malaysia thắng 4 trong 5 trận gần nhất, Myanmar lại thua 4 và hòa 1 trong giai đoạn chuẩn bị cho giải đấu. Đội bóng của huấn luyện viên Anthony hay còn thua Thái Lan tới 6 bàn không gỡ, dấu hiệu cho thấy Myanmar chưa sẵn sàng. Tuy nhiên, Myanmar đã khởi đầu rất tốt trong trận đấu gặp Malaysia. Trên sân nhà Tuwana, Muang Lewin cùng đồng đội kiểm soát thế trận tốt và liên tục quét vào hai biên đối thủ. Phút thứ 8, Ungkaman tung cú sút xa uy lực sau pha nhả bóng của đồng đội, đưa bóng đi chệch cột dọc. Phút 19, nhận đường truyền của đồng đội, Muang Lewin xoay người dứt điểm ngay, nhưng số đông cầu thủ Malaysia đã lăn xả cứu thua. Đến phút 23, Malaysia mới có pha lên bóng sắc nét đầu tiên, Faizan Halim xoay người dứt điểm đưa bóng đi chệch cột dọc. Sức ép mãnh hổ tạo ra ở hiệp 1 trước Myanmar là không đủ mạnh để đối thủ mắc sai lầm. Ở chiều ngược lại, Myanmar thi đấu gắn kết ở tuyến giữa, điều này giúp chủ nhà không bị cuốn theo lối chơi thiên về tốc độ của Malaysia. Tuy nhiên, khoảng thời gian giờ nghỉ giữa hai hiệp đã giúp huấn luyện viên Kim Pangon điều chỉnh lối chơi. Tiền đạo nhập tịch Lee Thắc vào sân giúp Malaysia tấn công biến hóa hơn, mở ra khoảng trống cho Faizan Halim ở cánh trái. Phút 52, Faizan Halim di chuyển khôn khéo phá bẫy việt vị rồi băng xuống đánh bại thủ môn Myanmar trong tình huống đối mặt, mở tỷ số cho Malaysia. Bàn thua đầu hiệp 2 khiến Myanmar phải vùng lên tấn công. Đội bóng chủ nhà cũng tạo ra một số pha ăn bàn rõ rệt. Phút 71, Khiamin Oo sút xa rất nguy hiểm ở khoảng cách gần 40m trước cầu môn Malaysia, nhưng thủ môn đội khách đã bay người cứu thua xuất sắc. Myanmar có cơ hội bằng vàng để gỡ hòa với quả phạt đền ở phút 90. Tuy nhiên, Winnetou lại không thắng được thủ thành Sihan Hatmi với pha đặt lỏng không đủ khó. Bỏ lỡ thời cơ rất tốt để gỡ hòa, Myanmar để Malaysia lấy trọn 3 điểm. Chiến thắng trên sân Tuwana giúp Malaysia tạm chiếm ngôi đầu bảng B trước khi đội tuyển Việt Nam đá trận ra quân với Lào. Kết quả, Myanmar 0-1 Malaysia. Ghi bàn. Malaysia, Faizan Halim, phút thứ 52.